Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là bản tin cập nhật diễn biến cực kỳ nguy hiểm nhất của cơn bão số 3. Thưa quý vị và các bạn, theo như quan sát trên màn hình, cơn bão số 3 là cơn bão có sự phát triển rất nguy hiểm và có hướng di chuyển phức tạp, liên tục mạnh lên từng cấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 7 giờ ngày 23 tháng 7, bão sẽ đi ngang qua trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 60 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Người dân trong khu vực này cần lưu ý cảnh giác. Sau đây là chi tiết của cơn bão. Hồi 10 giờ sáng nay ngày 22 tháng 7, vị trí đông áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,9 độ vĩ Bắc, 108,9 độ kinh đông, ngay trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 110 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,3 độ vĩ Bắc, 108,4 độ kinh đông, trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 60 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Phía Bắc vị tuyến từ 20,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,5 đến 110 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng nam đông nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nằm ở khoảng 19,9 độ vĩ Bắc, 108,9 độ kinh đông, ngay trên vùng ven biển phía tây đảo Hải Nam của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và nam biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Khu vực biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào, dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa lớn. Từ nay đến ngày 24 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm/đợt. Riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Ca Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100 đến 200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt. Từ đêm nay đến ngày 25 tháng 7, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm/đợt. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 200 mm/đợt. Tiếp theo là tin mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay, ngày 22 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới nên từ nay đến ngày 24 tháng 7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm/đợt. Riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Ca Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to,
từ 100 đến 250mm trên đợt, có nơi trên 250mm trên đợt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm trên đợt. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có nơi trên 200mm trên đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Bà con cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Còn tại khu vực Hà Nội, từ hôm nay và ngày mai đến ngày 24 tháng 7 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay đến ngày 24 tháng 7 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét là cấp 1. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và dông, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Sang đến thời tiết, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La là từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi dưới 30 độ. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Riêng khu vực Đông Bắc từ 29 đến 31 độ. Xuống đến thời tiết, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Sang đến thời tiết Tây Nguyên, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.